Xin chào các anh chị. Thì ngày hôm nay thì Phục nhận được rất nhiều các cái câu hỏi là thị trường chứng khoán liệu sẽ đi về đâu, ra sao, như thế nào? Có phải là khi thị trường chứng khoán lên đến cái vùng đỉnh cao của nhiều chu kỳ liên tiếp như thế này thì nó sẽ rất là khó khăn không? Và nó có thể nào thì thủng 1.200, nào thì về 1.000, nào thì sập, nào thì vân vân, rất nhiều thứ. Thì dựa trên những cái cơ sở đó thì để cho anh chị em có thể đánh giá nó khách quan hơn về thị trường chứng khoán thì Phục hôm nay sẽ bắt đầu với các anh chị em trao đổi về cái chủ đề này. Thì thị trường chứng khoán sẽ đi về đâu? Điểm qua một chút cái ngày 22 tháng 4 năm 2021 này thì thị trường chứng khoán Việt Nam giảm mạnh và mọi người cho rằng là có nguy cơ ở đây. Thì chỉ số VN Index đâu đó giảm là 40.46 điểm, tương ứng với 3.19%, tức là một phiên giảm điểm rất mạnh, đúng không ạ? Phiên giảm điểm chắc là mạnh thứ hai từ đầu năm đến nay. Và chỉ số VN Index đứng ở 1.227.82 điểm, đó, giảm rất mạnh và khiến cho mọi người hoang mang trước những cái thông tin vô cùng là bất lợi. Vậy thì nội dung chúng ta sẽ điểm qua trong buổi hôm nay gồm những cái nội dung sau. Một là những cái thông tin tiêu cực và tác động đến thị trường chứng khoán như thế nào dưới góc nhìn phân tích của AZFIN Việt Nam. Thứ hai là đánh giá về định giá và những cái thông tin về kết quả kinh doanh cũng như là triển vọng cho lâu dài của thị trường chứng khoán Việt Nam ra sao. Và thứ ba là chúng ta đưa ra những cái đánh giá của AZFIN cũng như của Phục về cái thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đi về đâu trong cái tương lai sắp tới. Thì đầu tiên là những cái thông tin tiêu cực gần đây chúng ta có thể nghe thấy, mọi người nghe thấy và rất chú ý, đó là margin kỷ lục. Các công ty chứng khoán, nhiều công ty đã chạm cái mức gọi là cho vay margin tối đa rồi, đúng không ạ? Cho vay tối đa khoảng 4,5 tỷ đô, tức là khoảng hơn 100 ngàn tỷ đấy, 110 ngàn tỷ. Và thứ hai, thông tin thứ hai đó là gần đây có các cái cuộc họp giữa chính phủ này, ngân hàng nhà nước, hay là rất nhiều các thông tin về việc là thị trường bất động sản tăng nóng, chứng khoán tăng nóng và có những cái câu chuyện liên quan đến hạn chế tín dụng vào bất động sản và chứng khoán, đúng không ạ? Và thứ ba là những cái thông tin liên quan đến việc người ta nghi ngờ rằng lãi suất sẽ được đẩy lên cao hơn và lạm phát cũng sẽ tăng cao hơn. Thì từ đó nó góp phần tác động rất là mạnh đến cái tâm lý của nhà đầu tư, đặc biệt là những nhà đầu tư mới, đặc biệt là những nhà đầu tư mới. Vậy thì những cái thông tin tiêu cực này nó tác động đến đâu? Thì chúng ta sẽ vào cùng xem xét. Đầu tiên là về cái vấn đề margin. Margin kỷ lục, margin tức là cái tiền sử dụng đòn bẩy đấy, tiền vay đấy, nhà đầu tư vay của các công ty chứng khoán. Thì chúng ta cùng đánh giá thế này. Thị trường chứng khoán Việt Nam vốn hóa đâu đó khoảng gần 300 tỷ đô. Như vậy cái mức margin là 4,5 tỷ đô, nó khoảng 1,5% thôi. So với thị trường nó không lớn này, thứ nhất. Thứ hai, đặc biệt đó là cái tiền gửi tại các công ty chứng khoán hiện nay của các nhà đầu tư sẵn sàng cũng 3 tỷ đô. Tức là một số người ta vay 4,5 tỷ đô nhưng một số còn lại vẫn còn đang cầm một đống tiền rất lớn lên đến 3 tỷ đô. Và họ sẵn sàng bung ra mua chứng khoán bất cứ lúc nào. Và đặc biệt là những khi mà có giá rẻ siêu ọc thì họ sẽ rất là mạnh mẽ trong cái giai đoạn này. Tiếp theo là cái tiền đổ vào chứng khoán. Nhiều người cứ bảo nhiều nhưng thực tế nó rất là nhỏ so với các cái kênh như bất động sản, đúng không ạ? Gửi tiết kiệm, vàng. Phải nói là tiền đổ vào chứng khoán quá nhỏ bé, nó không ăn thua gì cả, cực kỳ nhỏ bé. Ví dụ kênh gửi tiết kiệm là thu hút lên hơn 50 tỷ đô, trong khi chứng khoán đâu có nhiều, đúng không ạ? Người dân nhỏ lẻ chứng khoán vào đâu có nhiều, rất nhỏ. Bất động sản thì gần như là gia đình nào cũng có, hay là không thì cũng một số gia đình, một tỷ lệ gia đình rất lớn sở hữu, đúng không ạ? Rồi vàng thì gần như nhà nào cũng tích trữ, đúng không ạ? Thì cái vào chứng khoán nó chưa là cái gì cả. Thế do đó là cái việc người ta thông thường người ta thuận miệng có những cái câu là hạn chế tín dụng vào chứng khoán và bất động sản, nhưng thực tế là không. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng biết được rằng sở dĩ có cái ngưỡng cản tối đa cái margin lên đến 45,5 tỷ ấy, vẫn còn một số công ty chứng khoán vẫn còn zoom cho vay, vẫn còn pool cho vay, nhưng mà do là các công ty chứng khoán chưa kịp tăng vốn để đáp ứng sự phát triển bùng nổ của thị trường chứng khoán của các nhà đầu tư, chứ không phải là nào nó mắc đến mức như vậy.
Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta có thể thấy từ đầu năm 2021 đến nay thanh khoản đã tăng gấp 3 lần so với những năm trước đó. Chính vì thế cho nên là cái vốn của các công ty chứng khoán hiện tại chưa áp ứng. Tuy nhiên gần đây thì lộ trình các công ty chứng khoán đã tăng vốn rất rõ ràng. Ví dụ chứng khoán Hồ Chí Minh có rồi, chứng khoán VD có rồi, rất nhiều các công ty chứng khoán khác, Techcombank vân vân thì cũng đang chuẩn bị cho cái việc này. Thì cái việc là tắc margin này thì chúng tôi cho rằng nó cũng diễn ra trong ngắn hạn thôi. Trong ngắn hạn thôi và nó cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn. Bởi vì quý vị hãy thử tưởng tượng như này, thị trường chứng khoán nó lớn lên. Đúng không? Nó tăng rất mạnh mẽ. Hàng chục ngân hàng mới niêm yết, hàng rất nhiều các doanh nghiệp khác niêm yết nữa. Thì tất nhiên cái tỷ lệ margin nó phải luôn luôn đạt đỉnh thôi. Đúng không ạ? Đỉnh sau nó phải cao hơn đỉnh trước thôi. Bởi vì quy mô thị trường tăng thì quy mô margin nó cũng tăng thôi. Nó cũng giống như tôi hay lấy ví dụ đó là quy mô tín dụng của các ngân hàng cho vay ra năm nào cũng tăng so với năm trước thôi. Thì nó luôn luôn đạt đỉnh thôi. Bởi vì khi nền kinh tế lớn lên thì cái đó nó cũng lớn lên. Tương tự như vậy khi thị trường chứng khoán lớn lên thì cái vay margin nó cũng lớn lên. Đúng không ạ? Thì nó sẽ tạo cái tâm lý về cơ bản là căng ở một cái giai đoạn nhất định trong ngắn hạn thôi. Và tiếp theo về cái vấn đề là lãi suất thì vẫn ở mức rất là thấp. Ở Việt Nam vẫn ở mức thấp. Vì sao lại thấp? Đầu tiên là do lạm phát quý 1 thấp kỷ lục, rất là thấp. Đúng không ạ? Rồi tiếp theo là mục tiêu thúc đẩy kinh tế của chính phủ vẫn rất lớn. Thế do đó là họ vẫn luôn yêu cầu các cái ngân hàng là phải giảm lãi suất, hạ lãi suất để cho người vay dễ thở hơn và để phát triển kinh tế tốt hơn, để tiền dồn vào sản xuất kinh doanh. Và tiếp theo là cái lạm phát, riêng cái lạm phát thì quý 1 là thấp và quý 2 là có thể tăng trở lại. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nó hoàn toàn đảm bảo dưới cái mức mục tiêu dưới 4%. Thì khi đó thì cái lãi suất tiền gửi nó cũng khó có thể mà đẩy lên cao. Bởi vì đặc thù bây giờ của người dân Việt Nam vẫn đang thừa tiền rất nhiều. Thừa tiền rất nhiều chứ họ không hề thiếu đâu. Về thanh khoản của hệ thống ngân hàng rất dồi dào. Thế thành ra là không có chuyện là lãi suất mà sẽ bị đẩy lên một cách quá cao. Chính vì thế cho nên từ những cái tác động trên, chúng tôi nhận thấy rằng margin kỷ lục, hạn chế tín dụng và bất động sản hay chứng khoán hay lãi suất và lạm phát thì nó sẽ tác động trong mặt ngắn hạn thôi. Trong mặt ngắn hạn thôi. Chứ về dài hạn thì nó sẽ được gỡ bỏ, sẽ được giải tỏa những cái vấn đề này khi thời gian trôi qua. Đó. Tiếp theo là cái vấn đề là tôi nói chuyện ngoài lề một chút. Tức là gần đây, trong cái thời gian này thì sẽ có một cái đợt diễn ra tái cơ cấu của cái quỹ gọi là mấy cái quỹ ETF, đặc biệt là trong cái VN Diamond, tức là danh sách những cái quỹ đầu tư vào những cái cổ phiếu gần hết room, những cái cổ phiếu gọi là được nhà đầu tư nước ngoài tranh cướp nhau mua ấy, thì nó sẽ thêm một số cổ phiếu mới. Bên cạnh đó nó loại ra bán bớt ra một số cổ phiếu, từ đó làm cái cung trong ngắn hạn nó có thể rất lớn, bởi vì cái quỹ này bây giờ vào Việt Nam rất là to rồi. Ví dụ một số cổ phiếu có thể bị bán lên đến mấy chục triệu, ví dụ như MB chẳng hạn. Đúng không ạ? Tiền Phong bị bán, Techcombank bị bán, một số bị bán và dành tiền để vào một số các cái cổ phiếu khác. Thế do đó nó cũng làm xáo trộn cái tâm lý của nhà đầu tư nhiều hơn trong cái ngắn hạn này. Tuy vậy khi cái thời gian trôi qua, trong ngắn hạn thôi, chỉ một vài hôm thôi, thì chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán sẽ lại ổn định trở lại. Và đặc biệt cái sự phát triển lâu dài của thị trường chứng khoán có tăng trưởng hay không, nó phải dựa vào cái nội tại của nền kinh tế có khỏe không, sức khỏe của các doanh nghiệp có tốt không, hiệu quả làm ăn kinh doanh của họ có lớn không, và định giá của cái thị trường chứng khoán này có hấp dẫn hay không. Ở đâu có hấp dẫn thì ở đó có dòng tiền vào. Chúng ta hãy yên tâm về cái chuyện đó. Chính vì thế cho nên chúng ta đến với cái phần tiếp theo, đó là tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn nhận diện cái chu kỳ kinh tế và các ngành hưởng lợi. Thì trước tiên là hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào cái nhận diện về cái giai đoạn của chu kỳ kinh tế. Thì chu kỳ kinh tế nó diễn ra như kiểu xuân hạ thu đông. Nó có các cái giai đoạn phục hồi, tăng trưởng, suy giảm và suy thoái. Với những cái đặc điểm ở phía dưới này đây, thì chúng tôi nhận thấy rằng nền kinh tế của chúng ta đâu đó đang ở giai đoạn phục hồi. Đó là tăng trưởng GDP bắt đầu phục hồi. GDP năm ngoái tăng trưởng 2,7 đúng không ạ? Hơn 2%. Thì quý 1 năm nay bắt đầu trở lại rồi. Và quý 2 dự báo sẽ mạnh mẽ. Quý 3, quý 4 sẽ tăng tốc rất là tốt. Thì đó là GDP bắt đầu phục hồi. Sản xuất công nghiệp tăng đúng không? Thất nghiệp bắt đầu giảm. Thu nhập hộ gia đình cũng bắt đầu tăng. Tín dụng thì đang khá là mạnh trở lại. Khá là tốt đấy. Giờ doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng. Điều này chứng minh rất rõ đúng không ạ? Còn vấn đề tồn kho thì nó cũng không liên quan nhiều lắm. Nhưng nói tóm lại là chúng tôi cho rằng giai đoạn kinh tế hiện nay là đang ở giai đoạn phục hồi.
Và nếu mà nhìn tầm nhìn 2-3 năm nữa thì nó sẽ là giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế. Khi đó thì doanh nghiệp sẽ tốt, nền kinh tế tốt, và chúng tôi cho rằng là nó sẽ tác động tích cực đến thị trường chứng khoán về mặt vĩ mô đấy. Tuy vậy, kể cả trong cái giai đoạn kinh tế tăng trưởng hay phát triển tốt nhất, nếu thị trường chứng khoán định giá không rẻ thì cũng không mang lại lợi nhuận cho nhà đầu tư. Chính vì thế cho nên chúng ta sẽ đến với cái điều tiếp theo, đó là đánh giá về cái định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam như thế nào. Thì đây là đánh giá về các cái thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam ở quý 1 năm 2021 này. Ở đây là chúng tôi lấy dữ liệu của Bloomberg. Thì dữ liệu Bloomberg này chưa bao gồm cái kết quả kinh doanh quý 1 năm 2021 này. Thì PE đâu đó nó khoảng 19.07 lần, PB là 2.5678 lần, con số rất đẹp đúng không ạ? Thì lợi nhuận quý 1 thì AZFIN dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 40% so với cùng kỳ năm ngoái, dựa trên một số cơ sở sau. Đầu tiên đó là cái kết quả kém của năm trước, do năm trước là bắt đầu dính Covid, các ngân hàng rồi các doanh nghiệp trích lập dự phòng này kia rất lớn. Bởi vậy cho nên trong quý 1 năm 2021 này rất nhiều ngân hàng tăng lợi nhuận lên đến cả 100%, trung bình đâu đó cũng khoảng hơn 70%, ví dụ thế. Tiếp theo là trong quý 1 năm ngoái thì có một số doanh nghiệp bị lỗ rất nặng, ví dụ như các doanh nghiệp liên quan đến dầu khí, đúng không? Dầu khí, rồi là vân vân, hàng không này kia cũng âm rất nhiều. Thì quý 1 này nó sẽ không âm nhiều như thế, hoặc nó sẽ tăng trở lại rất mạnh. Do đó là lợi nhuận quý 1 kỳ vọng có thể tăng trưởng trên 40%. Thì khi cái kết quả kinh doanh quý 1 này ra trong hết tháng 4 này, tức là chỉ còn 10 ngày nữa thôi, chưa đến 10 ngày nữa thôi, thì PE tự nhiên của thị trường nó sẽ giảm xuống còn có 17.5 lần thôi. Thì đây là một mức chúng tôi cho rằng là một mức hấp dẫn đối với một cái giai đoạn, một cái chu kỳ, một cái giai đoạn phục hồi của một chu kỳ mới. Thì rõ ràng mức định giá này là một định giá rẻ. Đúng không ạ? Còn PB forward cho quý 1 nó khoảng 2.38 lần. Thì chúng tôi so với lịch sử thì nó ở mức trung bình, chứ nó không phải ở mức cao. Và cái kết quả kinh doanh quý 1, kết quả kinh doanh 2021 thì AZFIN dự báo, nâng dự báo lên có thể tăng trưởng khoảng 27.7%. Thậm chí trong cái kịch bản tích cực thì lợi nhuận năm 2021 của các doanh nghiệp có thể tăng trưởng trên 30%. Bên cạnh đó thì tỷ suất cổ tức tiền mặt chúng tôi cho rằng năm nay khoảng 1.5%. Từ đó cho thấy với cái mức điểm số như hiện nay 1.220 mấy điểm thì PE forward cho 2021 là 14.71 lần. Thì đây là một mức thấp hơn so với mức trung bình chung định giá của thị trường chứng khoán, chứ không phải là so với cái mức cao đâu ạ. Nó là thấp hơn so với mức trung bình chung của thị trường chứng khoán Việt Nam. Và đặc biệt chúng ta lại biết được rằng giai đoạn này là giai đoạn phục hồi và chuẩn bị tiến đến một giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế. Thì cái mức định giá này nó trở nên được rất hấp dẫn. Thứ nhất, hấp dẫn về mặt con số trung bình đã. Thứ hai là hấp dẫn về mặt giai đoạn kinh tế đã. Thì chúng ta thấy cái giai đoạn này nó giống đâu đó vào là năm 2016-2017 vừa rồi. Thì khi đó PE nó cũng sẽ cao hơn thế này rất nhiều. Thậm chí lên đến 2018 PE nó lên đến khoảng độ 22.5 lần đến 23 lần cơ. Thì PE forward cho năm nay với cái mức hiện nay là 14.71 lần thực sự là rất hấp dẫn. Thì đấy là những cái đánh giá mà AZFIN đưa ra dựa trên các cái cơ sở phân tích cũng như dự báo về cái kết quả kinh doanh cho năm 2021 của chúng tôi. Tiếp theo. Vậy đó là vấn đề liên quan đến định giá. Vậy liên quan đến vấn đề cầu thì sao? Tức là nhà đầu tư đúng không ạ? Cung hàng cũng rất nhiều các doanh nghiệp lớn lên sàn vân vân. Thì liên quan đến vấn đề nhà đầu tư thì chúng tôi cho rằng đầu tư chứng khoán là một xu hướng tất yếu ở Việt Nam, không thể thay đổi. Đó, đây là một xu hướng tất yếu. Nếu như ngày trước chúng ta thấy rằng là suốt 20 năm qua từ năm 2000 đến năm 2020 ấy, số lượng tài khoản của các nhà đầu tư mở đâu đó được có 2,7 triệu. Tức là trung bình mỗi năm mở được có khoảng độ 135.000 tài khoản thôi. Tuy vậy chúng ta nhìn cái tháng 3 vừa rồi đây, tổng số lượng tài khoản riêng tháng 3 vừa rồi là cũng hơn 114.000 tài khoản, tức là bằng trung bình cả một năm trong 20 năm qua. Đó, thì đây là một xu hướng tất yếu. Thực sự nó có một cái sức hút và nó có cái sự xã hội hóa rất lớn. Chính vì thế nó không còn những cái thứ gì đó nó quá vô lý diễn ra trong lâu dài. Nếu thị trường chứng khoán trở nên rẻ và hấp dẫn thì nó chỉ rẻ và hấp dẫn trong một thời gian ngắn thôi. Hoặc nó đắt quá chẳng hạn thì nó cũng chỉ đắt trong một thời gian nào đó thôi. Bởi vì hiện nay là kênh chứng khoán dần dần sẽ được xã hội hóa. Nó là một kênh đầu tư thiết yếu.
đúng không ạ? Nó là một kênh rộng mở, thì do đó là người ta sẽ phản ứng rất nhanh, phản ứng rất nhanh. Minh chứng là từ giữa năm 2020 đến đầu 2021, cứ mỗi đợt giảm chẳng hạn, rất sốc, người ta cho rằng phải giảm rất nhiều nữa, nhưng không, khi rẻ cái ngay lập tức có những luồng tiền lớn nhảy vào đầu tư, nhảy vào rất mạnh mẽ. Thì so với các nước trên thế giới thì người Việt có tỷ lệ đầu tư chứng khoán còn rất thấp. Có hơn 3 triệu tài khoản đấy, tính đến cuối tháng 3, 31 tháng 3 là 3.029.000 tài khoản. Thì trong đó nhà đầu tư trong nước đâu đó chưa được 3 triệu. 2.993.000. 2.993.000 thôi. Thì tức là chưa đến 3 triệu, mà trong số đó chúng tôi điều tra được rằng trung bình một nhà đầu tư khoảng độ hơn 3 tài khoản. Thì do đó là số lượng nhà đầu tư thực tế trên thị trường chứng khoán Việt Nam chưa đến 1 triệu người. Chưa đến 1 triệu người. Cá biệt có những người có 20-30 tài khoản, 10 tài khoản. Có người lại dùng chứng minh thư của người gia đình đi mở. Thế do đó, số lượng nhà đầu tư này chưa đến 1%, rất nhỏ bé, nó còn có thể tăng trưởng rất mạnh. Tiếp theo là so với bất động sản vàng gửi tiết kiệm thì như tôi đã trao đổi, đó là thị trường chứng khoán mới thu hút được một lượng tiền quá nhỏ bé, quá nhỏ bé. Và đặc biệt trong cái thời gian một năm qua, cái yếu tố công nghệ nó đã thay đổi hoàn toàn cục diện sự phát triển của nền kinh tế. Không những vậy, đối với kênh đầu tư chứng khoán, nó giúp cho việc mở tài khoản chứng khoán, giao dịch chứng khoán trở nên dễ dàng hơn. Dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu như ngày xưa các công ty chứng khoán chỉ đâu đó có chi nhánh tại Hà Nội, Hồ Chí Minh và thỉnh thoảng thì có ở Đà Nẵng, Hải Phòng hay một số thành phố lớn, mà lại là trung tâm của các cái tỉnh ý thôi, chứ nó không có vươn ra xa. Tuy vậy, nhờ công nghệ bây giờ thì người ở Cao Bằng hay người ở Cà Mau hay người ở bất kỳ nơi đâu trên cả cái đất nước này, miễn là có mạng Internet thì họ sẽ có thể mở tài khoản online ngay lập tức và thao tác toàn bộ trên đó. Từ đó đầu tư chứng khoán trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thực sự dễ dàng hơn bao giờ hết. Chính vì thế nó thu hút được một lực lượng lớn các nhà đầu tư không những ở Hà Nội mà còn ở trên toàn quốc. Và ngay ở Hà Nội thì nó cũng thu hút được cái giới trẻ rất nhiều. Giới trẻ là những người sành công nghệ, đam mê công nghệ, ứng dụng công nghệ rất giỏi. Chính vì thế cho nên nó thu hút lực lượng nhà đầu tư kinh khủng khiếp. Tháng 3 vừa rồi là lên đến hơn 120, gần 120.000 tài khoản mở. Gần 120.000. Và cái xu hướng này chúng tôi cho rằng đến cuối năm vẫn tiếp diễn rất mạnh mẽ. Nó tạo lên một cái sự sức cầu tiềm ẩn cũng như là hiện hữu rất lớn đối với cái thị trường chứng khoán này. Và tiếp theo là các doanh nghiệp Việt thì ngày càng làm ăn chuyên nghiệp bài bản hơn, tư duy ngày càng lớn hơn. Họ có cái tinh thần dân tộc ngày càng cao hơn. Và do đó cái việc trốn thuế, việc lừa lọc, việc này, việc kia vẫn còn, nhưng mà nó cũng dần bớt dần, đặc biệt ở những doanh nghiệp lớn. Bởi vì để có thể lớn được thì họ phải bài bản. Đúng không? Thì khi đó thì nó trở lên, đó là một cái sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư không hề nhỏ, rất hấp dẫn. Rồi tiếp theo, cái xu hướng lãi suất thấp là tất yếu. Tất yếu. Thì đây là một cái xu hướng tất yếu trên thế giới rồi. Tất yếu rồi. Đặc biệt là trong cái giai đoạn dân số mình mà càng già đi chẳng hạn thì cái lãi suất nó sẽ càng thấp đi. Sẽ càng thấp đi. Và vàng chênh so với thế giới thì rất cao. Cái kênh đầu tư vàng chênh so với thế giới thì rất cao. Chênh 10%, chênh khoảng hơn 5 triệu một kênh. Tiếp theo là về kênh bất động sản thì không phải ai tiếp cận được bất động sản. Bởi vì kênh này vấn đề tìm hiểu mua bán nó cũng rất là khó khăn. Yêu cầu một lượng tiền lớn. Thanh khoản thì nó lại không cao. Chính vì thế nó phù hợp với một số những nhà đầu tư tay to, lớn, chuyên nghiệp. Đó. Chính vì thế cho nên là kênh chứng khoán chúng tôi cho rằng nó là một cái kênh đầu tư có xu hướng tất yếu ở Việt Nam. Đây chính là một cái lực cầu tiềm ẩn rất lớn khi mà thị trường chứng khoán trở nên rẻ hơn. Đó. Tiếp theo là về thị trường chứng khoán, cái câu hỏi nó sẽ đi về đâu? Thì chúng tôi cho rằng trong một cái chu kỳ kinh tế đi lên thì xu hướng tăng vẫn là chủ đạo. Và chúng tôi đã xác định khả năng rất cao thị trường chứng khoán, nền kinh tế đang ở giai đoạn phục hồi mà thôi. Thì do đó là tương lai còn cái sự tăng trưởng rất mạnh. Chính vì thế chúng tôi rất đặt niềm tin vào một cái chu kỳ kinh tế đi lên và xu hướng của thị trường chứng khoán cũng sẽ là tăng. Và cái tăng này nó sẽ diễn ra dài và chủ đạo. Khi đó thì những khi thị trường giảm như cái ngày 22 tháng 4 này hay là hồi tháng 1, nó chỉ là tạm thời và rất nhanh chóng mà thôi. Tạm thời và rất nhanh chóng. Và tiếp theo chúng tôi dựa vào cái cơ sở để chúng tôi đưa ra cái đầu tư, đó là định giá luôn là cái kim chỉ nam cho mọi hành động. Cho mọi hành động. Định giá rẻ sẽ lên, định giá đắt sẽ xuống. Và chúng tôi
lấy cái đó làm cái nền tảng, làm cái kim chỉ nam để hành động, khuyến nghị các nhà đầu tư chẳng hạn, hay là chia sẻ với các nhà đầu tư. Thì khi định giá rẻ với những cái điều kiện như trên, thì khi định giá rẻ và thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh lại là một cơ hội lớn. Và hiện nay cái ngày 22 tháng 4 năm 2021 này là cái lúc bắt đầu tốt nhất như vậy cho quý vị. Chúng tôi khẳng định luôn là như vậy. Về vấn đề là nhiều người hỏi giải ngân bao nhiêu, thì chúng tôi tự tin rằng giải ngân 100% tiền. Đó, chúng tôi thấy nó là rất đáng để giải ngân 100% tiền. Nhưng mà xin lưu ý với quý vị là quý vị nào đánh T3, T5 thì chúng tôi không khuyến nghị. Đây là khuyến nghị cho đầu tư, khuyến nghị cho tối thiểu là cả năm, chứ không phải là khuyến nghị T3, T5. Cái đó thì chúng tôi không nói chuyện, bởi vì nó không có nhiều ý nghĩa. Việc đoán trong T3, T5 trong vài ngày nó là một việc gần như bất khả thi. Nó là hên xui, chứ nó không thể chắc chắn được. Và thị trường chứng khoán nhìn dài hơn, từ 2021 đến 2023 thì chúng tôi cho rằng rất hấp dẫn. Khi cái động lực tăng trưởng kinh tế nó trở lên mạnh mẽ và rõ ràng hơn, chính phủ mới thúc đẩy nền kinh tế tốt hơn, đầu tư công mạnh mẽ hơn, các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp tư nhân đầu tư âm ầm cho một cái chu kỳ mới. Và Việt Nam là một cái nước phục hồi trước Covid. Thế do đó khi các nước khác còn đang gọi là oan mình để chống đỡ dịch, thì chúng ta đã đi trước một đoạn rồi. Và khi họ bắt đầu trở lại thì chúng ta sẽ là những người đã đi đầu rồi. Và chúng ta sẽ có lợi thế là được những cái đơn đặt hàng rất lớn, mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế tốt. Bên cạnh đó là cái dòng xu hướng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam đã được chứng minh rất rõ. Và Việt Nam là đất nước hứng tới 50-60% với sự dịch chuyển đó. Bởi vì Trung Quốc bây giờ họ tập trung theo cái việc phát triển đó là nói chung là sạch hơn và hướng đến công nghệ nhiều hơn. Thì các cái lĩnh vực liên quan đến gọi là thâm dụng lao động mà cần chi phí thấp hơn thì Việt Nam đang rất là mạnh. Tuy vậy không phải nói thế là Việt Nam phát triển đông nữa. Việt Nam hiện nay cũng phát triển tấn công rất mạnh vào các cái lĩnh vực có công nghệ cao hơn, hàm lượng chất xám lớn hơn. Và chúng ta cũng đang có những bước đầu thành công bởi những cái tập đoàn mũi nhọn hàng đầu Việt Nam như Vingroup, như Hòa Phát, như rất nhiều các cái tập đoàn khác nữa. Thế do đó là cái tương lai của thị trường chứng khoán Việt Nam trong các năm tới thì chúng tôi cho rằng đó là những cái giai đoạn rực rỡ nhất của thị trường từ xưa đến nay. Và kể cả đến mấy chục năm nữa thì cũng không có giai đoạn nào có thể tốt hơn cái giai đoạn này mà đâu. Này, không thể. Đó, thì chúng tôi đánh giá giai đoạn này là giai đoạn cao nhất, tốt nhất của cái thị trường chứng khoán Việt Nam trong nhiều năm chứ không phải trong 10 năm. Đó, thì tiếp theo thì để cho chúng ta có cái nhìn đa chiều hơn thì chúng tôi sẽ đến với phần gọi là Q&A để chúng ta sẽ cùng trao đổi với nhau một lúc nữa. Đó, xin mời các anh chị đặt các cái câu hỏi ạ. Bạn Minh Lê có hỏi thị trường lên 1.250 điểm liệu có còn hấp dẫn không? Thì chúng tôi cho rằng với cái tầm nhìn khoảng 1 năm đổ lại thì một trên 1 năm thì nó rất hấp dẫn. Đây ạ, chúng tôi đã có những cái định giá đấy ạ. PE forward cho 2021 là 14.71 lần. Tức là đến khoảng độ tháng hết tháng 1 đến tháng 2, giữa tháng 2 năm 2021 thì PE với cái mức điểm này thì nó chỉ khoảng 14.71 lần thôi. Mức ý là một mức rất hấp dẫn. Rất hấp dẫn luôn ạ. Vâng, ok ạ. Vâng, mời các anh chị chúng ta cùng thảo luận ạ. Vâng, chị Cam Minh có hỏi thị trường điều chỉnh như hôm nay đã được coi là giảm sâu để tích sản với số lượng lớn chưa? Thì anh Jessin cho rằng là để mà mua với số lượng lớn thì nó hội tụ hai yếu tố. Một là định giá rẻ, hai là thị trường giảm sâu. Thì hôm nay là hôm bắt đầu rồi ạ. Thì chị có thể bắt đầu giải ngân hôm nay rồi. Và AZFIN cũng khuyến nghị mạnh mẽ nếu các nhà đầu tư giải ngân lớn thì có thể giải ngân 100% tiền. 100% tiền. Ok ạ. Vâng, ok. Vâng, bạn Nguyễn Luân có hỏi là mai nên mua ngành gì tốt nhất ạ? Thực ra là AZFIN hướng nhiều hơn đến các cái cổ phiếu blue chip hàng đầu có tăng trưởng mạnh. Thì bạn xem những cái cổ phiếu nào có kết quả kinh doanh dự báo là sẽ tăng trưởng rất mạnh trong 2021-2022 và có định giá tương đối rẻ thì bạn mua. Và đặc biệt là hãy tập trung vào blue chip chứ không tập trung vào những cái cổ phiếu nhỏ, cổ phiếu rác, những cái cổ phiếu đầu cơ, bởi vì nó rất rủi ro trong những lúc thị trường này. Bởi vì khi chúng ta tập trung vào những cái cổ phiếu đầu ngành tốt, chuẩn, kết quả kinh doanh tăng trưởng rất mạnh ấy, thì cho dù thị trường chứng khoán có xấu đi một tí nữa thì đến nữa nó sẽ trở lại một cách rất mạnh mẽ. Đúng không ạ? Cũng giống như mà các bạn mua phải những cái cổ phiếu xịn chẳng hạn, kể cả mua đúng đỉnh đi chăng nữa thì một thời gian sau nó cũng sẽ vượt đỉnh mà thôi. Trong khi chúng ta huống hồ chúng ta mua ở đây này là giai đoạn
định giá hấp dẫn chứ không phải là đỉnh. Đó, ok ạ. Bạn Duy Cường có hỏi là đánh giá Hòa Phát thế nào từ giờ đến cuối năm. Thì AZFIN cho rằng Hòa Phát đang là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất Việt Nam về cái xu hướng Go Green của Trung Quốc. Tức là họ trở nên xanh hơn và họ hạn chế các cái nhà máy luyện thép, các nhà máy dệt may, các cái nhà máy thâm dụng lao động, rồi là có xả thải ra môi trường khá nhiều. Thì ở Việt Nam thì Hòa Phát đang là tập đoàn được hưởng lợi nhất. Thậm chí Hòa Phát đã xuất khẩu ngược trở lại các cái sản phẩm thép sang Trung Quốc, đúng không ạ? Thì điều này là một minh chứng rất là rõ cho cái việc đó. Thì doanh nghiệp Hòa Phát này đang cung các cái sản phẩm không đủ so với cầu ở thị trường Việt Nam. Ví dụ như HRC lên hơn 12 triệu tấn cầu Việt Nam, trong khi Formasa với Hòa Phát chỉ đó đạt được khoảng độ 7 triệu tấn thôi, 7-8 triệu tấn. Như vậy là cung còn nhỏ hơn cầu rất nhiều. Trong khi thép xây dựng thì có hơi dư một chút. Tuy vậy thì Hòa Phát có thể điều chỉnh đầu ra, thế do đó nó không vấn đề gì. Và thép xây dựng thì dự báo trong 2-3 năm tới cũng sẽ tăng trưởng rất mạnh với cái việc đầu tư công rất mạnh mẽ như hiện nay. Xây dựng và bất động sản của chúng ta đang có cái tốc độ đô thị hóa thuộc dạng cao nhất thế giới. Ok ạ. Bạn Phạm Hùng hỏi có liệu có giảm về 1.000 điểm của anh Phục. Thì cái điều này thì Phục không trả lời được nhé. Nhưng mà khả năng cao là khó có thể giảm về mức đó. Như vậy thì quá rẻ rồi. Siêu rẻ. Đúng không ạ? Đó. Nếu mà không có điều gì xảy ra bất thường thì tôi cho rằng là VN Index không thể về mức ý. Nếu không có gì gọi là nó kinh hoàng luôn ạ. Vâng. PLX đầu tư dài hạn được không? Thì cổ phiếu này là một trong cổ phiếu rất là ổn định, tốt. Đầu tư dài hạn được, nhưng bạn không nên kỳ vọng lợi nhuận quá cao với những cổ phiếu này. Bởi vì ngành xăng dầu về cơ bản tăng trưởng không có nhanh. Ngành xăng dầu đâu cơ bản tăng trưởng sẽ thấp hơn tăng trưởng GDP một chút đấy. Nó chỉ độ 4-5% thôi, chứ nó không quá lớn. Đặc biệt hơn nữa là sắp tới có một cái xu hướng xe điện. Thế thành ra có thể PLX sẽ ảnh hưởng một chút xíu. Thế do đó là doanh nghiệp này ổn định, tốt cho dài hạn. Nhưng mà với những người yêu cầu đòi hỏi lợi nhuận vừa thôi, không cao được. Vâng, anh Bùi Công Hiếu có hỏi là ngành banh định giá như này đã đắt chưa? Thực sự với Phục thì ngành banh đang định giá rẻ nhất thị trường chứng khoán. Đúng không? PE forward của cái ngành này đâu đó khoảng độ 8 lần thôi. Rất rẻ, tăng trưởng thì cao, tăng trưởng lên đến năm nay lên đến khoảng độ 35-40%. Đó, tăng trưởng rất cao. ROE cũng rất cao, khoảng 17%. Nhưng mà định giá này rẻ nhất thị trường. Ok, vâng. Cách xác định dòng tiền tự do của doanh nghiệp như nào thì cái này thì bạn vui lòng trao đổi ở một cái chủ đề liên quan đến báo cáo tài chính thì chuẩn hơn ạ. Thì Phục sẽ giải thích rõ hơn. Vâng, anh Đặng Thảo có hỏi là khi các nước ổn định lại, nhu cầu thực phẩm tăng mạnh, Vĩnh Hoàn sẽ có cơ hội bứt phá thêm rất tốt phải không? Đúng rồi anh ạ. Thì do là Việt Nam thì đã hồi phục sau Covid rất là mạnh mẽ, thế là sản xuất cá rất tốt, cung rất là lớn. Tuy vậy thì các cái nước ở trên thế giới thì họ lại chưa phục hồi, thế thành ra cái tiêu thụ họ chưa chạy kịp so với cái cung cá của mình. Chính vì thế cho nên là khi nào mà các nước về cơ bản họ kiểm soát được dịch tốt thì khi đó là Vĩnh Hoàn sẽ trở lại rất là mạnh mẽ. Thì chúng tôi cho rằng là có thể cuối năm nay. Và nó đã bị nén lâu đến như thế thì lúc bung thì nó cũng không hề đơn giản đâu ạ. Và anh Hoàng Trần có hỏi là hiện nay anh thấy cổ phiếu Hòa Phát này MBB còn tốt không? Tất nhiên, hai cổ phiếu đó rất tốt. Xin chia sẻ với các anh chị một câu như này. Các anh chị lưu ý nhé. Ở trên thị trường chứng khoán giảm 5%, 7% hay 8% nó chả liên quan gì đến doanh nghiệp đang hoạt động cả. Đúng không ạ? Rất nhiều anh chị hôm nay inbox với tôi hỏi rằng doanh nghiệp bị làm sao đấy tự nhiên thị trường chứng khoán giảm. Thì tôi thử hỏi lại các anh chị, thị trường chứng khoán này các anh chị gắn nó quá nhiều rồi, các anh chị cứ mường tượng ra thôi. Đúng không ạ? Doanh nghiệp làm sao mà trong vòng một ngày nó có thể thay đổi cơ bản được? Nó gì thể suy giảm được, đúng không ạ? Chúng ta hãy tách bạch việc đấy thị trường chứng khoán và cái nền tảng của doanh nghiệp. Thì khi đó chúng ta có những cái đánh giá nó chính xác và nó hiệu quả hơn, đúng không ạ? Chính vì thế cho nên, đúng không ạ? Khi các doanh nghiệp mà hoạt động vẫn không có vấn đề gì, thị trường chứng khoán nó lại bay rất nhiều điểm. Đúng không ạ? Định giá lại trở lên rẻ chẳng hạn. Thì đấy là cơ hội rất tốt cho chúng ta thôi. Đúng không ạ? Rõ ràng đây là thị trường chung, không phải là một doanh nghiệp nào xấu, một doanh nghiệp nào làm sao cả. Đúng không ạ? Thì đấy là nó sẽ tạo ra một cái cơ hội rất tốt cho nhà đầu tư. Và anh Tần Phùng Định có hỏi là giờ vào thêm được MB Tech Hòa Phát không? Thì chia sẻ với các anh chị là các cổ phiếu này định giá cho thời gian dài, đầu tư dài hạn là rất hấp dẫn. Thì các anh chị có thể xem xét giải ngân thêm. Nhưng mà lưu ý rằng như Phục đã trao đổi ấy, thì các anh chị có thể giải ngân mắc là lên đến 100% tiền mặt. Còn rất nhiều các anh chị khác mà có kinh nghiệm hay có hiểu biết hay là tự tin thì các anh chị có thể giải ngân margin, nhưng đấy là phải tùy thuộc vào cái khả năng hiểu biết của các anh chị, chứ không phải là nghe một ai để mình nhảy vào cả.
và các anh chị phải tin vào việc mình làm thì hãy làm. Còn nếu các anh chị không tin, chỉ nghe thôi ấy, thì các anh chị đừng nên làm, phải tin thì mới làm, còn không tin thì không nên. Đúng không? Ok ạ. Cổ phiếu ngành chứng khoán như SSI có đủ hấp dẫn không? Thì trong ngành chứng khoán thì khi thị trường chứng khoán lên là thứ nhất, thứ hai là thanh khoản thị trường rất mạnh thì sẽ giúp cho các công ty chứng khoán tăng trưởng lợi nhuận doanh thu rất mạnh. Chúng ta chứng kiến quý 1 các công ty đa phần đều tăng gấp nhiều lần so với quý 1 năm 2020. Thì SSI là một doanh nghiệp đầu ngành chúng tôi đánh giá cũng khá cao. Tuy vậy thì đây là một doanh nghiệp đi khá chậm rồi. Chúng tôi đánh giá SSI rất chậm. Nó ục ịch rồi, rất chậm. Thế thành ra là về cổ phiếu SSI chúng tôi không đánh giá nhiều. Và và bạn Dung Nguyễn có hỏi là dùng margin luôn được chưa, thì xin thưa với bạn đó là dùng margin hay không, dùng chưa thì đấy là phụ thuộc vào cái việc là cái quản trị rủi ro của bạn có tốt không. Tôi lấy ví dụ bạn ở bên ngoài, bạn có rất nhiều các tài sản phân bổ và bất động sản và rất nhiều các thứ khác, bạn có luồng tiền rất là tốt thì bạn hoàn toàn có thể dùng margin thôi, đúng không ạ? Bạn hãy hiểu biết về thị trường, tự tin về nó, bạn dùng margin thôi. Bởi vì margin nếu có điều chỉnh chút thì bạn có thể bơm các cái nguồn tiền vào khác giải cứu, nó rất đơn giản, rất vui vẻ. Thậm chí hiệu quả sẽ vô cùng cao. Nhưng mà nếu mà bạn này dồn rất nhiều tiền vào thị trường chứng khoán rồi á, bạn này dùng margin rất mạnh ấy, đúng không ạ? Bên ngoài các tài sản khác bạn không chắc ấy, thì điều đó là một điều vô cùng rủi ro và không nên làm chuyện đó. Vâng. Vâng, ok ạ. Anh Tuấn Nguyễn có hỏi là anh thấy BWE, TDM, VSC đã rẻ hơn 30% rồi đúng không ạ? Vâng, những cổ phiếu cũng tương đối rẻ đấy ạ. Vâng, bạn Nga Anna hỏi FPT giá cao hơn mức khuyến nghị rồi có lên vào không? Với giá 80 này thì trong cái tầm nhìn dài thì rất hấp dẫn. Thậm chí tầm nhìn 1-2 tháng tới chúng tôi cho rằng FPT cũng rất hấp dẫn. Bởi vì khả năng cao trong tháng 5 tới thì FPT lại chia cổ phiếu và chia cổ tức bằng tiền. Và đặc biệt là kết quả kinh doanh quý 2 và quý 3 của FPT chúng tôi dự báo có thể tăng trưởng trên 30% so với cùng kỳ. Chính vì thế đấy là những cái động lực rất lớn để cổ phiếu FPT có thể bứt phá trong cái thời gian tới. Và năm nay thì FPT tăng trưởng lợi nhuận dự báo rất cao ạ. Vâng, có bác hỏi con Nam Long bất động sản đánh giá sau 2 năm tới thì dòng bất động sản thì về cơ bản là trong các dòng bất động sản thì AZFIN đánh giá cao nhất cái sự minh bạch và chuẩn chỉ của Nam Long. Bên cạnh đó là đánh giá cao nhất về vị thế dẫn đầu của Vinhome. Tuy vậy thì chúng tôi cũng không đánh giá nhiều về cổ phiếu bất động sản trong dài hạn đâu ạ. Bởi vì nó có những cái yếu tố mà chúng tôi không kiểm soát được. Và anh Nguyễn Đức Doanh có hỏi là doanh nghiệp phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, sau khi phát hành giá cổ phiếu điều chỉnh theo tỷ lệ, mình không đăng ký mua có bị thiệt không? À thì đấy là tùy bạn thôi ạ. Đúng không ạ? Tùy bạn thôi. Đó giá đi, ví dụ VD chẳng hạn giá 36, 3 năm đi phát hành 14 là 49 chia 2 thì sau ngày chốt sẽ là 24.5. Khi đó mà bạn bỏ thì rõ ràng bạn thiệt hại rồi. Vâng, anh Hải Nam có hỏi là cho hỏi Hà Đô tại sao giảm vậy? À, thì thị trường chung giảm tới hơn 3%, hơn 40 điểm cơ mà. Thế thành ra rất nhiều các cổ phiếu giảm sàn hay giảm mạnh là một điều hết sức bình thường ấy ạ. Còn cái vấn đề là kết quả kinh doanh nó có thể tốt, nó có thể tăng trưởng mạnh hay không thì chúng ta lại sẽ lại phải check rất là kỹ lại. Và Hà Đô thì chúng tôi cho rằng sau khi hạch toán mấy cái khu bất động sản lớn nhất ở trong Sài Gòn như là Central Sa này kia thì cái về cơ bản là cái điện mặt trời cũng như là các cái thủy điện các thứ của nó thì mang lại lợi nhuận trong tương lai sẽ chỉ ổn định thôi, chứ nó không mang cái tính chất là tăng trưởng mạnh như trong quá khứ đâu ạ. Nó mang tính chất ổn định thôi. Thế thành ra là quý vị cũng không nên kỳ vọng quá nhiều về sự tăng trưởng mạnh mẽ nữa. Vâng, ok ạ. Ok ạ. Bác Thái Dương có hỏi có nguy cơ chiến tranh thế giới xảy ra không thầy? Thì cái điều này Phục không đủ tầm để Phục biết được cái chuyện này, đúng không ạ? Đó là một điều là gọi là ngoài tầm rồi, nó rất là khó đánh giá, không ai có thể đánh giá được. Tiếp theo là anh Thanh Nguyễn có hỏi là TCB, MBB sắp bị VN Diamond bán ra thì ta có nên thoát hàng rồi vô lại không? Thì với quan điểm của Phục không đoán kiểu ý. Định giá rẻ thì Phục mua thôi ạ, đúng không ạ? Định giá rẻ thì Phục mua thôi ạ. Vâng. Ok ạ, Trịnh Đình Chiến, anh Trịnh Đình Chiến hỏi OCB sao ạ? Đầu tư dài hạn nào? Với OCB là một ngân hàng cỡ nhỏ nhỏ nhưng mà nó cũng thuộc dạng là rất là khỏe trong các ngân hàng nhỏ nhỏ thì khá tốt thôi. Còn nói về những cái lợi thế cạnh tranh đặc biệt để nó có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai để có thể là thống trị một cái gì đó hay là đối chọi cái gì đó thì chúng tôi không cho là không. Tuy vậy thì cổ phiếu này hiện nay định giá tương đối rẻ cho những nhà đầu tư mà thích những cổ phiếu nhỏ nhỏ và rẻ trong cái ngành bành. Còn quan điểm của AZFIN vẫn tập trung chủ yếu vào blue chip đầu ngành có tăng trưởng mạnh mẽ, có lợi thế cạnh tranh khác biệt.
À, vâng, anh Tường Trần có hỏi theo thầy thì Vietinbank có bằng Vietcombank không? Trong dài hạn thì chúng tôi nghĩ rằng trong 10 năm tới thì không thể đâu ạ. Bởi Vietcombank nó có những cái lợi thế mà khác biệt hẳn so với phần còn lại cơ. Vietinbank thì rất là khó có thể so sánh với Vietcombank ở nhiều mặt. Tất nhiên có một số mặt thì Vietinbank trội hơn, đúng không ạ? Ví dụ quy mô tín dụng. Vâng vâng ạ. Vâng, anh Trần Mạnh Quân này có hỏi tiếp Hòa Phát và FPT còn tiềm năng tăng trưởng trong 5 năm tới không? Tất nhiên là có rồi. Hòa Phát thì còn dung quất 2 tăng trưởng rất mạnh, đúng không ạ? Công suất của họ có thể tăng thêm khoảng 70-80% so với tổng công suất hiện tại. Bên cạnh đó các lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp, bất động sản của Hòa Phát cũng rất tốt. Đúng không ạ? Rồi là Hòa Phát đặc biệt trong tương lai sẽ hướng đến việc là gia tăng cái giá trị trong cái sản phẩm thép nhiều hơn. Nhiều hơn. Thì từ đó nó có thể gọi là tăng trưởng một cách bền vững trong tương lai. Thì chúng tôi cho rằng là nó sẽ có thể tăng trưởng. Ok ạ. Và ok. Còn FPT thì rõ ràng nó là một xu hướng về chuyển đổi số, xu hướng về công nghệ tất yếu rồi. Thì FPT tất nhiên là tăng trưởng rất là tốt rồi, đúng không ạ? Vâng, ok ạ, ok ạ. Vâng, rủi ro dịch bệnh quay trở lại thì tình hình Biển Đông hiện nay có rủi ro thị trường lắm không? Thì cái vấn đề này thì Phục không đoán được. À, nếu mà giờ dịch bệnh có thể quay trở lại thì tất nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng, nhưng mà tuy nhiên việc ảnh hưởng bây giờ nó cũng sẽ không lớn bằng ngày xưa nữa, mà việc ảnh hưởng bởi rủi ro dịch bệnh bây giờ ấy, dịch bệnh bây giờ ấy, nó sẽ nhỏ hơn ngày trước rất nhiều, nhỏ hơn ngày trước rất nhiều, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ người ta cũng đã quen khá nhiều rồi. Còn rủi ro liên quan đến Biển Đông thì nó vẫn luôn luôn xảy ra, luôn xảy ra. Thì nếu mà không có chiến tranh nó xảy ra thì chúng tôi cho rằng rất là ok, bởi vì về quan điểm cho cùng thì người ta cũng không muốn gây ra những cái cuộc chiến tranh làm gì cả, hai bên đều thiệt hại. Thế thành ra là cái việc ý, nói chung là nó cũng ngoài cái tầm kiểm soát, ngoài cái tầm dự báo của tôi cũng không dám dự báo gì cả, đúng không? Cổ phiếu Vinamilk xu hướng downtrend có phải do hết tăng trưởng không anh? Nếu còn tăng trưởng thì giờ ăn cổ tức. Thì xin thưa với bạn, Vinamilk là một cổ phiếu 3-4 năm qua tăng trưởng đã rất chậm rồi, nó chỉ 3-4% thôi. Bởi ngành sữa ở Việt Nam là ngành đi ngang rồi, và thậm chí còn đi xuống cơ. Thế thành ra là Vinamilk trước đó được định giá lên PE có lúc lên 27 28 lần, trong khi không còn tăng trưởng nữa, thì việc điều chỉnh là một điều tất yếu thôi. Còn cái việc bây giờ đầu tư để ăn cổ tức thì cổ tức nó khoảng độ được khoảng độ 4.700 và giá khoảng 100 thì tỷ suất cổ tức khoảng 4,7%. Thì chúng tôi cho rằng là về cơ bản là đầu tư Vinamilk cũng được, nhưng mà để mà kỳ vọng lợi nhuận một cách tương đối chắc chắn và cao thì là hơi khó. Vâng ạ. Vâng. Ok. Vâng, có bạn Vũ Thu Mai có trao đổi về hai mã BSR và HNG thì chúng tôi cho rằng là hai mã này thì chúng tôi không đánh giá. Bởi vì cơ bản hai mã này thì BSR chẳng hạn thì nó đã full công suất rồi. Đợt quý 1 2021 hay là thời gian gần đây nó lợi nhuận nó có thể tăng là do giá dầu thôi. Giá dầu ngày trước nó thấp quá thì bây giờ tăng lên thì nó được lợi nhuận đột biến thôi, và cái việc đột biến nó không thể duy trì mãi. Còn BSR là một cái công ty có cái nhà máy nó giới hạn luôn công suất rồi. Máy móc của nó thì rất là cũ, rất kém, thường xuyên phải bảo dưỡng bảo trì rất là tốn kém và mất thời gian, và cái hiệu suất của nó rất thấp. Chính vì thế trong tương lai rất dài hạn thì BSR là một cổ phiếu chúng tôi không đánh giá cao. HNG thì bây giờ mới đang cái giai đoạn chuyển giao quyền lực, chuyển giao về sở hữu để mà nó có thể thay đổi cơ bản, chúng tôi cho rằng một thời gian rất dài. Thì quan điểm của AZFIN thì đánh vào những cái thằng đi đi đầu mạnh nhất, thế thành ra chúng tôi không đánh giá hai cổ phiếu này. Và đặc biệt hai cổ phiếu này nếu mà quý vị có thích tham gia đầu tư ấy thì nó mang tính chất là đầu cơ ngắn hạn thì tốt hơn là cái việc liên quan đến đầu tư. Và AZFIN thì lại không mạnh về những cái liên quan đến việc đánh ngắn hạn đâu ạ. Vâng, ok. Vâng, ok. Chỉ trên đây là Phục đã trao đổi với các anh chị rất nhiều các cái thông tin về thị trường và các cổ phiếu. Thì do điều kiện sức khỏe có phép cho không cho phép nên Phục cũng sẽ xin kết luận tại đây. Kết luận tại đây. Và có những cái khuyến nghị cho các anh chị, quay trở lại khuyến nghị cho các anh chị. Thì Phục cho rằng thứ nhất, chúng ta cần phải đầu tư, cần phải nhìn dài hơn. Nhìn dài một chút vài năm tới thì nó có hấp dẫn không? Thì AZFIN cho rằng rất rất hấp dẫn trong vài năm tới của thị trường chứng khoán Việt Nam. Không những nền kinh tế phát triển rất mạnh mẽ, còn có những cái câu chuyện về nâng hạng. Tiếp theo là lúc giảm chỉ là xu hướng tạm thời và nó diễn ra nhanh lắm. Và chúng ta phải hành động rất mạnh mẽ khi định giá rẻ và thị trường chứng khoán điều chỉnh mạnh. Và hiện nay là một cơ hội bắt đầu như thế. Và quý vị và các bạn có thể giải ngân lên đến 100% tiền mặt của mình. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng lắng nghe AZFIN Việt Nam. Xin chúc quý vị và các bạn đầu tư thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.